Chào mừng quý thính giả đến với chuyên mục Radio Phong Vân Mạng Đàm của Tinh Hoa TV. Hôm nay, chúng tôi xin gửi đến quý thính giả kỳ 9 của loạt bài Mạng Đàm Thế Sự. Quý nhân phù trợ vượt cửa tử. Kỳ trước kể rằng, Ngũ Tử Tư vì muốn báo thù cho phụ thân và huynh trưởng mà phải chạy đến nước Ngô. Đến Ngô quốc rồi lại phải vượt qua ải Chiêu Quan. Xuất khỏi Chiêu Quan là đến sông Trường Giang. Sông lớn và rộng mênh mông, lại không có thuyền. Chắn ngang trước mặt là nước lớn, phía sau là đoàn binh lính đuổi theo. Một khi nhận ra người bị bắt không phải là người họ cần, trong lòng ông nóng như lửa đốt. Đang cảm thấy bất an thì bỗng đâu có chiếc thuyền từ phía hạ lưu xuất hiện. Một ông lão vừa chèo vừa sướng ca. Ngũ Tử Tư gọi: "Ông ơi, cho tôi qua sông. Ông ơi, cho tôi qua sông." Lão ngư bèn hát một bài, ý tứ đại khái rằng ở đây mà cho cậu qua sông thì sẽ bị người khác nhìn thấy. Vậy cậu hãy xuống dưới chỗ hoa sậy trú kỹ càng, tôi sẽ đến cho cậu qua sông. Sau khoảng 2 giờ đồng hồ là qua được Trường Giang. Sau khi qua sông, ngư ông hỏi Ngũ Tử Tư là ai. Lúc này đã an toàn rồi, Ngũ Tử Tư bèn thừa nhận thân phận thật sự của mình. Ngư ông nói: "Tôi thấy cậu là người đã đi một chặng đường rất xa, có thể bụng đã đói rồi. Nhà tôi cách đây không xa, cậu chờ một lát, tôi sẽ về nhà lấy cơm cho cậu ăn." Ngư ông đi khỏi, Ngũ Tử Tư chờ mãi, chờ mãi. Bên trái nhìn không thấy đến, bên phải cũng nhìn mà không thấy đến. Khi đó trong lòng ông nổi lên tâm nghi hoặc. Ngộ nhỡ ngư ông đi báo cho binh lính thì sao? Bởi vì vua Sở từng ra chiếu lệnh rằng bất kỳ ai bắt được Ngũ Tử Tư sẽ được thưởng 5 vạn thạch lương thực và ban cho tước vị khuê. Đang bất an trong lòng thì tiếng ông lão đánh cá từ xa vọng lại. Không thấy Ngũ Tử Tư ở chỗ hẹn, ông bèn hát một bài, nội dung đại khái là: "Tôi sẽ không bán đứng cậu, đem cơm đến cho cậu rồi đây, cậu hãy ra đi, ra đi." Ngũ Tử Tư bước ra, giải thích là mình đang lưu vong nên phải cẩn thận gấp bội. Ngư ông không nói gì, đưa cơm và xúc bào ngư cho Ngũ Tử Tư, bảo rằng từ từ ăn. Sau khi ăn xong, Ngũ Tử Tư nói với ông rằng: "Lão ông, cảm ơn ngài. Hôm nay ngài đã cứu tôi một mạng và cho tôi qua sông. Lưng tôi có mang bảo kiếm, là quà Sở Trang Vương tặng cho phụ thân tôi. Trên mặt kiếm có 7 viên kim cương, giá trị tương đương 100 lượng vàng. Tôi nguyện ý đem bảo kiếm này tặng ông để báo đáp." Ông lão nói: "Ngay cả 5 vạn thạch lương thực và tước vị khuê tôi đều không cần, cớ sao lại cần bảo kiếm của cậu? Với lại tôi nghe nói quân tử không có kiếm không thể tung hoành. Cậu sắp đi con đường xa như vậy thì tôi sao có thể lấy kiếm của cậu?" Vậy là ông lão từ chối không nhận. Ngũ Tử Tư sau khi cảm tạ ông một lần nữa liền quay người bế Công Tử Thắng rời đi. Sau khi đi được vài bước, Ngũ Tử Tư quay lại hỏi ông lão đánh cá: "Quý tính đại danh của ông lão là gì? Tương lai tôi phải làm thế nào để tìm được ông đây? Làm thế nào có thể báo đáp ông?" Ông lão nói: "Tôi và cậu bèo nước gặp nhau. Nếu tương lai có cơ hội gặp mặt, cậu gọi tôi là ông lão đánh cá,
tôi sẽ gọi cậu là người trong đám lao là được rồi. Ngũ Tử Tư nói, tôi nhớ rồi, tôi còn có một việc muốn nhờ ông. Nếu truy binh của nước Sở đến hỏi ông có thấy tôi không, nhờ ông nói với họ là không thấy. Lão ông nói, cậu cứ đi đi. Ngũ Tử Tư lúc này trong lòng mới yên tâm. Đi được mấy bước, bỗng nghe thấy lão ông nói vọng ở phía sau. Nếu quân Sở thực sự truy đuổi cậu, tôi làm thế nào mới có thể tẩy sạch sự nghi ngờ trong mắt họ? Xin lấy cái chết của tôi để tiêu trừ nỗi lo lắng của cậu. Dứt lời, ngư ông bèn lật thuyền, tự mình nhảy xuống nước. Ngũ Tử Tư chứng kiến cảnh ấy đã đau xót, nói rằng, tôi vì ông mà sống, ông lại vì tôi mà chết, đáng buồn thay. Gạt nỗi đau xót sang một bên, Ngũ Tử Tư đến nước Ngô, băng qua một nơi gọi là Lật Dương. Vừa mang theo đứa bé, vừa phải gấp rút lên đường. Lúc này, trong bụng cả hai đã rất đói. Bỗng thấy một người phụ nữ đang ở bờ sông giặt lụa. Ông liền đi đến hỏi, người đi đường tôi đây, liệu có thể cầu cô cho tôi một bữa cơm được không? Người phụ nữ không ngẩng đầu, nói, tôi đã 30 tuổi rồi, vẫn chưa có lấy chồng. Theo ý của mẹ, thì tôi luôn phải lấy trinh tiết để yêu cầu bản thân mình. Không thể tùy tùy tiện tiện lấy cơm cho một người đàn ông khác được. Ngũ Tử Tư nói, tôi đang ở cảnh lao đao khốn cùng, cần cơm của cô để cứu mạng. Không phải là vô duyên vô cớ mà nói với cô. Người phụ nữ này ngẩng đầu nhìn Ngũ Tử Tư một cái, rồi nói, tôi thấy anh đúng là người đã chịu cảnh gian nan khốn khổ lâu dài, nên sẽ đem cơm cho anh. Lại nói, sau khi đem cơm đến, cô còn phủ trên mặt đất một chiếc chiếu, rồi vì gối hầu hạ ông và công tử Thắng ăn cơm. Ngũ Tử Tư và công tử Thắng mỗi người một bát. Sau khi ăn xong, họ lại đem phần cơm còn lại đưa cho người phụ nữ. Cô ấy nói, hai người phải đi một đường rất dài, vì sao không ăn cho no, vậy hãy ăn hết cơm đi. Ngũ Tử Tư và công tử Thắng cảm tạ một lần nữa, sau đó vội ăn hết cơm, rồi nói, nếu có người hỏi hành tung của tôi, xin cô đừng nói là đã thấy tôi. Người phụ nữ trả lời, tôi đã sống cùng với mẹ 30 năm nay, trước giờ chưa hề nói một câu với người đàn ông nào. Tôi làm sự việc như thế này đã là tổn hại đến trinh tiết. Anh lại dặn dò tôi là không được tiết lộ hành tung của anh. Cô nói tiếp, anh hãy đi đi, không phải lo lắng cho tôi. Sau đó, người phụ nữ ôm một hòn đá lớn tự trầm mình xuống sông. Ngũ Tử Tư thấy người phụ nữ quyên sinh, bèn cắn ngón tay giữa, dùng máu viết lên đá 20 chữ. Cô giặt lụa, tôi hành khất, tôi bụng no, cô thân yếu, 20 năm sau, ngàn vàng báo đức. Ngũ Tử Tư sợ người khác thấy chữ, bèn dùng cát chà xác lên, rồi đem hòn đá chôn xuống đất. Người hiện nay có thể lấy làm khó hiểu đối với chi tiết này, bởi vì xét cho cùng thì thời đại cách nhau quá xa, quan niệm cũng đã không giống nhau nữa. Thời Xuân Thu, Chiến Quốc, người ta rất xem trọng đạo nghĩa, coi đức hạnh còn quý giá hơn cả sinh mệnh. Đó là lý do cô gái kia quyết trầm mình xuống sông, sẵn sàng quyên sinh để giữ gìn tiết hạnh, sẵn sàng xả thân vào chỗ chết
để cho tròn đạo nghĩa. Quý thính giả thân mến, chuyên mục Radio Phong Vân Mạng Đàm của Tinh Hoa TV đến đây là hết. Kỳ sau, chúng ta sẽ tiếp tục đàm luận rõ hơn về chặng đường thống khổ, bi thương của Ngũ Tử Tư trước khi làm nên kỳ tích. Xin chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình lần sau.